trường thống nhất hôm nay. Đường Trường Sơn bát ngát rừng cây hay đường quốc lộ cũng dài theo đất nước. Dù đường sông trên không hay là đường bộ, anh thấy non sông ta rạng rỡ vô cùng. Hôm qua còn ở bên sông Hồng, mà chiều nay đã tới Cửu Long. Dương hoa nhận lòng bí mật, một nhà thống nhất A sản xuất càng nhanh. Đường vạn niên thanh là chủ nghĩa xã hội, theo lời Bác gọi A cả nước ra quân, dệt bón mùa xuân bằng bàn tay lao động. Đất trời mở rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thêm ra lò cho đồng quê tuôn lúa, để khơi lắm cơ với cả núi rừng. Ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn, tương lai hứa hẹn là con đường Việt Nam, tương lai sáng lạn là con đường Việt Nam. Nghĩa nặng tình sâu á nhớ câu Bác dặn, một vườn lá thăm á từ 4.000 năm, dệt lúa hoa vân hồng mừng đang lao động, giữa trời gió lộng thuyền vượt sóng ra khơi, rạng rỡ ngày mai vì bàn tay xây dựng. Đất trời mưa rộng vì hạnh phúc ấm no, cho thép ra lò cho đồng quê tốt lúa, để khơi lòng cơ với cả núi rừng. Ngàn năm yêu thương một con đường trọn vẹn,